Mình rất là thích cái khóa lịch thi của trung tâm mà đề rất là hay, rất là sát với kỳ thi thật. Sang sen là thường xuyên tổ chức những cái buổi thi thật mà có tính giờ và cũng có áp lực là gồng gần giống với cái kỳ thi, mà mọi người tập làm quen với cái quản lý thời gian trong cái kỳ thi. Chương trình học của trung tâm rất sát với đề thi, sát với đề đúng gần như 90%. Chào mọi người, mình là Nguyễn Minh Quân, đang công tác tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. Vừa rồi mình đã học cái lớp N2 tại trung tâm Raku từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019. Xin chào mọi người, mình là Quang Khải, học sinh lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Hòa Thám. Mình cũng như anh Quân đây là tham gia khóa N2 của Raku, và sau quá trình luyện thi tại Raku thì mình đã đổi N2. Thì lúc những cái gọi thì mình bất ngờ lắm. Và đề thi lần này ai cũng nhận xét nó khó hơn cái lần trước rất là nhiều. Đến cả sensei dạy cũng nói là khó. Nên lúc mà nhận cái quả thì mình cũng rất là bất ngờ. Khi nhận kết quả thì em cũng vui và bất ngờ. Nhưng mà vì em đã trải qua kỳ thi thử ở trung tâm nên cũng không quá khó với cái đề này. Cái đề của trung tâm cũng đang giải hơn nhiều. Thật ra thì cái thời gian mà luyện thi N2 của mình thì cũng có 6 tháng, tính ra cũng hơi ít so với các bạn khác. Cho nên là ở trên trường thì cái lộ trình học của trung tâm thì đã khá là hợp lý. Còn ngoài ra sensei cũng đưa ra một vài cái tờ từ vựng ngữ pháp kanji để về nhà mình học thêm. Thì có thời gian, khi nào có thời gian mình ngồi mình học, cũng có những cái bài tập có thể làm mà lên thì đưa cho sensei chấm. Thì qua những cái quá trình đó thì mình làm quen được với cái cấu trúc đề và kinh nghiệm là thi thế nào cho nó làm được hết đề trong khoảng thời gian cho phép. Theo kinh nghiệm học của mình thì cụ thể là mình học theo lộ trình và phương pháp học của trung tâm. Trong 2 tháng đầu thì mình được dạy ngữ pháp và từ vựng. Và trong 2 tháng tiếp theo qua việc học nghe và học đọc thì mình có thể ôn tập lại những từ vựng và ngữ pháp đã học. Và vào 2 tháng cuối cùng thì mình được trung tâm cho luyện đề thi để theo sát với đề. Thì trong phần thi thì mình tự tin nhất là phần nghe. Vì không giống như các bạn là mình là fan cứng của nhạc Nhật. Cho nên là mình hay là nghe nhạc. Mà nghe nhạc hoài là cái từ ngữ tiếng Nhật nó có thấm vào người là mình có thể là mình nghe dễ hơn. Với lại là lâu lâu mình vẫn nghe những cái tin tức bằng tiếng Nhật nhưng mà có sub ở dưới thì mình có thể nghe và đón đó hiểu được. Sau đó là ở trên trung tâm thì trung tâm có luyện những cái dạng để nghe và những cái tips cơ bản khi làm nghe. Thì sau khi mà qua một cái quá trình thì vào phần thi thì mình rất là tự tin với cái phần thi nghe của mình. Về phần đọc thì mình đã được học theo phương pháp tách cao theo kiểu từ và phương pháp để làm tương ứng với từng dạng đề ở trong bài đọc hiểu, nên mình khá tự tin về phần này. Ngoài ra các bạn cũng nên học thêm về từ vựng, ngữ pháp và kanji để nâng cao hơn đọc hiểu. Đầu tiên khi học từ N3 đến N2 là mình phải kể đến lượng kiến thức của N2 thì rất nhiều và dày đặc. Mặc dù đã học N3 ở trung tâm từ trước và kiến thức này của mình thì cũng khá là vững rồi, nhưng mà khi lên N2 thì lượng từ vựng, kanji và ngữ pháp thì nhiều gấp 2 và gấp 3 lần, nên nỗ lực của mình bỏ ra cũng phải rất là nhiều. Mình rất là thích cái khóa lịch thi của trung tâm, tại vì thứ nhất là không biết là sensei tìm được đề đâu ra mà đề rất là hay. Nói chung là rất là sát với cái kỳ thi thật. Cái thứ hai á, là sensei là thường xuyên tổ chức những cái buổi thi thử mà có tính giờ và cũng có áp lực là gồng gần giống với cái thi thiệt, mà mọi người tập làm quen với cái quản lý thời gian trong cái kỳ thi. Mình nghĩ là cái đó là cái rất là quan trọng với những người mà chuẩn bị đi thi GPT. Trong tâm thì em khá tự tin về cách làm bài của mình. Chương trình học của trung tâm rất sát với đề thi và em tự tin nhắc về phần ngữ pháp vì trung tâm đã ôn luyện sát với đề đúng gần như 90%. Và cùng với sự nhiệt tình của giáo viên nên thôi thúc em động lực cho em học mỗi ngày.
và dự định trong tương lai của mình là dùng những kiến thức tiếng Nhật mình đã học được và tích lũy được để sang du học. Thật ra thì mình học tiếng Nhật chủ yếu là cũng vì đam mê thôi, chứ không hẳn là dành cho công việc hay du học gì cả. Mình cũng có bằng thạc sĩ rồi, cho nên là sắp tới thì mình dự định là sẽ tiếp tục ôn luyện tiếng Nhật. Ví dụ là nếu mà đủ sức thì mình có thể thi luôn N1, có thể là trong vòng 1 năm hoặc 2 năm nữa. Đầu tiên em xin cảm ơn Mai Xuân Xê và Vi Xuân Xê đã đồng hành cùng em trong góc học N2 và N3 vừa qua. Domo arigato gozaimasu. Và đồng thời em cũng gửi lời chúc đến trung tâm càng ngày càng thành công và phát triển trong tương lai. Thật ra thì cái lúc đầu thì mình nghĩ là N1, N2 là cái gì đó rất là xa vời. Nhưng mà sau cái quá trình học tập tiếng Nhật cũng dần dần, nhất là giai đoạn nước rút 6 tháng vừa qua học ở trung tâm ấy, thì mình nhận ra là các bạn là chỉ cần nhất là có cái niềm đam mê với tiếng Nhật, thứ hai là có một cái lộ trình học hợp lý, và thứ ba là có đủ cái kiên nhẫn, khả năng, cái bền bỉ để mà theo được cái lộ trình đó thì không có gì là không thể. Chúc các bạn là sẽ sớm thực hiện được cái giấc mơ JLPT của mình.